Hello, Joe. Hello. Hi, teacher. Hi, Joe. Right, can you turn on the camera, please? Okay, nice to see you. Okay, how are you today? Fine. Okay, you're fine. Good to hear that. Okay, so nice to meet you. My name is T. Okay, I am the English teacher at Pantano English Center. And today I will be your English teacher. Hôm nay cô sẽ là giáo viên kiểm tra tính năng đầu vào của Châu nhé. Được chưa nào? Rồi, vừa rồi thì cô cũng đã giới thiệu về bản thân rồi. Thì bây giờ Châu có thể tự giới thiệu bản thân mình một chút xíu được không nhỉ? Hãy giới thiệu bằng tiếng Anh cho cô xem sao nhé. Chỉ cần cho cô biết là tên, rồi mình kiểu như bao nhiêu tuổi nè. Tên, tuổi, nơi mình đang sống và sở thích của mình là gì. Được chưa nào? Ok. Hi, my name is Joe, and I'm 12 years old. I live in Nanning City, and my favorite subject is English. I like listening to music so much, but I like best. But my favorite hobby is listening English song because it's very interesting. Okay, because it's very interesting. Okay, so you said that you like listening to English songs. Is that right? Okay, so do you have a favorite singer? Do you have a favorite singer? I think Lisa. It's Lisa? Yeah. Okay, Lisa is from Korea, am I right? It's from Thailand. Okay, she's from Thailand. I mean, she's Thai, but she is working in Blackpink, right? She's a member of Blackpink. Is that right? Yeah. Okay, so technically she's a Thai. She's from Thailand, but now she's working in Korea with the members of Blackpink. Wow. Okay, so Blackpink music is not really English music, okay? It's Korean music. Right. When you say that you like listening to English songs, I thought that you would like English singers like Taylor Swift, Lady Gaga, and those like that. I think it's Alan Walker. Oh, you like Alan Walker. Okay, very good. Okay, I also like some of his songs too. Right. So you said you like English, right? Okay, so can you tell me? Is English a difficult or an easy subject for you? I think it's difficult. Oh, you think it's difficult? I think that you have a very good pronunciation. I can understand you very well. Cô có thể hiểu Châu rất là tốt nè. Sau đó cô còn cảm thấy là Châu phát âm khá là ổn nữa. Nên là nếu mà mình nói là mình thấy tiếng Anh hơi khó thì cô cũng hơi ngạc nhiên. I'm a little bit surprised. Okay, so you said English is difficult. Which part of English is difficult? Is it speaking, writing, reading, or listening? I think it's writing and writing. I think Oh, it's you only think writing is difficult. Okay, gotcha. Right. Ở trên trường thì chúng ta kiểu như là ít được làm các bài viết đúng không nhỉ? Nếu mà có viết thì thường chỉ là làm những cái bài mà kiểu như biến đổi câu hay là làm những cái bài tập ngữ pháp thôi đúng không cháu? Đúng không no. nè? Okay, right. Very good. Okay, thank you so much for talking to me just now. Cảm ơn Châu vì đã chia sẻ với cô ở phần vừa rồi. Thì ở cái phần khởi động này, cô đã tìm hiểu sơ được một chút xíu về thông tin của Châu nè. Rồi, đánh giá sơ bộ cái năng lực speaking của mình. Và cô thấy rất là ngạc nhiên. Okay, you did a very good job. Cảm ơn Châu rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần kiểm tra chính thức nha. Rồi, đợi cô chút xíu để cô chỉnh lại cái bài kiểm tra. Rồi nếu như mà mình làm nhanh thì bài này chúng ta chỉ tốn khoảng 40 đến 45 phút. Nhưng mà nếu mà làm lâu hơn thì có thể sẽ mất khá nhiều thời gian. Okay, so ideally, về nếu mà thời gian đẹp thì chúng ta cố gắng là chốt hạ cái bài này trong vòng 45 phút cho cô nhé. Cố gắng là làm nhanh giúp cô. Rồi, ở trong cái bài kiểm tra đầu vào này thì chúng ta có 5 phần chính như chúng ta thấy ở trên màn hình đây. Vocabulary, grammar, listening, reading and speaking. There's no writing, không có phần writing nào ở đây cả. Bốn phần đầu tiên thì chúng ta sẽ làm hoàn toàn bằng trắc nghiệm. Riêng phần 5, phần speaking thì chúng ta sẽ phải nói với cô. Để chơi nào. Và bởi vì cô có nhận thấy thông tin là chúng ta năm nay lên lớp 7 đúng không cho?
This year you are in grade 7, that's right. Okay. So, bởi vì kiến thức năm lớp 7 chúng ta chưa được học quá nhiều nên là cô sẽ lấy một cái bài test mà năng lực tương đương với các bạn đã học xong lớp 6. Vậy nhé. Rồi, những cái câu hỏi ở trong đây cũng không có gì quá khó hết nên cô mong là Châu có thể làm được tốt. Rồi, ở phần này thì chúng ta bật mic lên và tương tác với cô nhé để đọc đáp án cho cô. Rồi, number one, what is your answer? A, B, C, or D? What color? What color is your car? So that is 1A. Very good. One correct answer. Next. Two. Name is tired. Okay, right. Nam, can you say it again? Nam is tired. Name is tired. Đúng rồi, chúng ta không đọc là tired nha, chúng ta đọc là tired. Good. Right, number three. Okay. Do you have any problem? Chúng ta có khó khăn gì không nhỉ? B can be. Okay, you choose B, camping. We need a tent to go camping, and that is correct. Very good. So can you tell me the Vietnamese translation? Chúng ta nói cho cô biết cái phần dịch tiếng Việt của câu này đi. Thưa cô là chúng ta cần một cái lều để đi cắm trại. Chính xác, very good. Rồi, number four. There are four reasons in my country. There are four reasons in my À, season. country. Season, are you sure? A or D? Tell me A or D. D. D, okay. Congratulations, another correct answer. Okay, so if you had chosen A, it would be wrong. Nếu như chúng ta chọn A thì đó là đáp án sai, được chưa nào? Bởi vì câu này nghĩa là gì? Nước tôi có bốn mùa, được chưa? Ở quốc gia của tôi thì có bốn mùa. Mà mùa là gì? Là season. Còn reason là gì? Nói tiếng Việt cho cô nào Châu. What is reason in Vietnamese? Okay, turn on the microphone. Turn on the microphone. What is reason in Vietnamese? Do you know? Là lý do. Đúng rồi, lý do tốt. Okay, now, lastly, câu số 5, my needs. My needs a bar of chocolate. A bar of chocolate. Very good. Can you read again? My needs a bar of chocolate. My needs a bar of chocolate. Very good. Okay. Right. Tại sao ở đây lại là a bar of mà không phải là tất cả các từ khác? Bởi vì những từ khác là xài cho cái đồ dùng khác. Được chưa nào? Ví dụ như chúng ta có a loaf of. Thì thường đi mua bánh mì, chúng ta mua là mua theo, theo ổ, đúng không? Một ổ, hai ổ, ba ổ. Thì đó là a loaf of one, a loaf of bread, chính là một ổ bánh mì. Tiếp theo là a can of. Đi mua nước ngọt thì chúng ta có hai hình thức. Đó là a bottle of, đúng không, là một cái chai, hoặc là a can of, là một cái lon. Đó, được chưa? Vậy thì hai đáp án B và D là dùng cho nước, còn A là dùng cho bánh mì. Chỉ có cái C, bar, là cái dạng này là dạng thanh, đúng không? Chỉ dùng cho sô cô la hoặc là các loại bánh kẹo thôi. Ngoài ra thì còn một số trường hợp đặc biệt khác, ví dụ như là a bar of soap, là một cục xà phòng. Rồi, ok. For the vocabulary part, you got all correct answers. Với phần đầu tiên là phần từ vựng thì chúng ta đã chọn đúng hết tất cả các đáp án rồi. Vậy thì chúng ta xem lại lần nữa, chúng ta có thắc mắc gì không nhỉ? I think no. Okay, you think no. That was a very good, okay, you did a really good job. That was a really good performance. Rồi, sang đến phần tiếp theo thì đây là phần ngữ pháp. Ok, ở bài này thì nó sẽ kiểm tra lại một số kiến thức ngữ pháp chúng ta đã học. Ok, read carefully. Number one, A, B, C, or D? B. It's B. Ok, very good. Right, you're one of the students who got this correctly. Châu là một trong số các bạn học viên mà cô test mà làm đúng cái câu này. Bởi vì sao? Các bạn thường hay bị lộn cái đáp án B và đáp án C bởi vì cái chữ right này. Okay. Trong câu này thì chúng ta không thể chia right về cái dạng mà động từ số ít có đuôi s như vậy được, bởi vì chủ ngữ này là chủ ngữ ai, đúng không? Ai thì động từ theo sau ai giữ nguyên, không có thêm đuôi s và es gì hết. Chúng ta nhớ rồi thì quá tốt. Good job. Hey, okay, continue with number two. Chúng ta tiếp tục với câu số 2 cho cô nào.
See, because. See, because we decided to stay at home because it's raining heavily, correct? Can you translate? Chúng ta sắp sang tiếng Việt giúp cô với. Chúng tôi quyết định ở nhà vì trời mưa lớn. Đúng rồi, chúng tôi quyết định ở nhà vì trời mưa lớn, chính xác. Right, number three, my bedroom. Câu này là một câu khó, chúng ta cẩn thận cho cô. It's the most The most tidy, good job. Okay, my bedroom is the tidiest room in my house rồi. Cô cũng biết là chúng ta chọn the most tidy là một đáp án khá là hợp lý ở đây đúng không? Đó là so sánh nhất. Tuy nhiên chúng ta quên mất là tidy nó đang nằm trong số ít các cái tính từ mà khi đưa về so sánh nhất là nó sẽ phải đổi cái đuôi y dài thành đuôi y ngắn rồi thêm est. Rồi, khi mà cô nghe Châu nói ấy, là cái đáp án của mình là the most tidy, cô cũng khá là kiểu bị cuốn theo ấy, cho nên cô mới nói là ok that's correct, nhưng mà cô quên mất đó là cái tidy này nó phải được trở thành tidiest như vậy mới đúng. Rồi, đây là cả lỗi cô nha Châu nhé. Rồi, chúng ta hiểu chưa nhỉ? Tidy này là tính từ có hai âm tiết đúng không nào? Và ở đuôi của nó đang là đuôi y dài, đúng không? Vậy thì theo quy tắc đây là tính từ hai âm tiết mà còn kết thúc bằng đuôi y dài nữa. Vậy thì khi chuyển về hoặc so sánh hơn là A hơn B, hoặc so sánh nhất là A nổi bật nhất trong đám đông, thì nó sẽ bỏ cái đuôi y dài đi và chỉnh sửa lại cho phù hợp với mục đích sử dụng. Thì ở đây trong câu này người ta đang muốn sử dụng so sánh nhất để làm nổi bật lên là gì? Là cái phòng ngủ của tôi là căn phòng gọn gàng nhất trong cái nhà này. Đúng chưa? Rồi, cho nên đáp án ở đây là 3B. Ok. It's a little sad that you got it wrong, but that's okay, that's okay. Chúng ta cũng có cơ hội được ôn lại về kiến thức đúng không nhỉ? Rồi, good job. Number four. Number 4, A. A, Okay, very good. If the cat hides in the tree, the dog won't find it. Very good. Đúng rồi, chỗ này là đáp án A. Ở đây là câu điều kiện loại 1 và chúng ta đang áp dụng đúng công thức rồi, rất tốt. Và câu số 5, câu cuối cùng. number 5 is D. Okay, number five is D, and that is the correct answer. Very good. Rồi, tổng kết lại phần ngữ pháp thì chúng ta chỉ mắc một lỗi nhỏ ở phần số 3, ở câu số 3 thôi đúng không nào? Đó, đúng chưa? Và ở câu số 3 này thì cô đã giải thích rồi, là chúng ta đi theo hướng so sánh nhất. Tuy nhiên, so sánh nhất này thì nó rơi vào cái tính từ đặc biệt, nên chúng ta phải đổi thành đuôi EST như vậy, chứ không phải là most cộng với tính từ nguyên gốc. Được chưa? Rồi, nếu mà Châu xem lại giúp cô có thắc mắc gì thì hỏi cô nhé. Hey, any trouble, any problem? No. No, okay, very good. I like your confidence. Okay, right. So Châu, are you confident with your listening skill? Chúng ta có tự tin vào khả năng listening của ta không nhỉ? Yes. Okay, very good. You said yes. So I'm very happy. Rồi, cái dạng bài này là dạng bài true or false. Chúng ta thường thấy cái dạng bài này xuất hiện trong các bài đọc đúng không? Nhưng mà trong phần listening cũng có true false nha. Trước khi đến với bài làm, bài nghe thì chúng ta đọc các cái nội dung của câu số 1 đến câu số 5 với cô, giúp cô với. Read sentences from number 1 to number 5. Jenny's dad wants her to sit at the table. Okay, do you understand that? Yeah. Okay, good. Number two. Jenny's mother wants her to flush the dishwasher. Okay, do you understand this? Think no. I think no. Okay, right. Rồi, ở đây cô có cái động từ load. Load này là gì? Là tải lên, là chất lên hay là chất đồ vào. Thông thường chúng ta thấy là các cái chú mà bốc vác ở hay làm ở hay có cái xe tải đúng không? Thì khi mà xe tải đến nơi thì các chú sẽ làm cái hành động gì? Đó là dỡ hàng xuống đúng chưa nào? Thì đó không phải là load của mình, nó không phải là load của mình nha. Load của mình là hành động ngược lại, tức là chất hàng lên. Đúng chưa nào? Bỏ hàng vô đằng sau cái xe đấy thì nó là động từ load. Rồi, còn cái dishwasher này thì đọc từ cái nghĩa đen từ từ cái nghĩa chính tả chúng ta cũng đoán được cái dishwasher này sẽ liên quan đến chén dĩa trong nhà mình đúng không nào? Thì đây là máy rửa chén. Được chưa?
Vậy thì cái hoạt động mà load the dishwasher, muốn cái máy rửa chén mà có thể hoạt động được thì đương nhiên bên trong cái máy rửa chén phải có gì? Phải có chén dĩa đúng không? Cái hoạt động load the dishwasher này chính là đem chén dĩa bỏ vô trong cái máy để chờ nhấn nút chạy thôi. Được chưa? Vậy thì tóm lại ở đây là gì? Là mẹ của Jenny muốn bạn ấy phải coi như là bỏ chén đĩa vô trong cái dishwasher này để chuẩn bị rửa. Được chưa nè? Rồi. Do you understand nhé? Chúng ta hiểu chưa? Yes. Ok, good job. Rồi, number 3, đọc câu số 3 nào. Number three, Jenny has a lot of housework. Ok, do you understand Yes. it? Ok, good. Right, number 4. Jenny test is on Tuesday. Ok, understand? Yes. Ok, and finally, 5. Then. Dan, đúng rồi, Dan. Dan is at home. Ok, Dan is at home, right. Cái này rất là dễ, chúng ta hiểu rồi đúng không? Rồi, vậy thì trên đây là năm cái nhận định, được chưa nào? Và chúng ta sẽ phải so sánh những cái thông tin này với cái thông tin mà chúng ta nghe được. Đó, nếu như nó đúng với những gì chúng ta nghe thấy, chúng ta chọn true là đúng. Nếu như nó sai với những gì chúng ta nghe thấy, chúng ta chọn false, ký hiệu F, tức là sai. Được chưa? Rồi, bài này chúng ta được nghe hai lần. Nếu như mà nghe lần đầu tiên, chúng ta có thể đưa đáp án ra cho cô luôn thì chúng ta khỏi cần nghe lần thứ hai ha. Em viết vào cái phần chat nhé cô nhé. Ok, được. Chúng ta có sử dụng cái Zoom này qua chat. À, cái sử dụng cái chat của Zoom này bao giờ chưa nhỉ? Yeah. Ok, nếu mà đã sử dụng rồi thì quá tốt. Bây giờ kiểm tra âm thanh giúp cô nhé. Progress test unit 1. Rồi, chúng ta nghe máy đọc chứ. No, Ok, nếu mà rõ ràng rồi thì thôi. Bắt đầu. Jenny, dinner's ready. Can you come and sit at the table, please? Wait a minute. My hair's wet. Come on, it's steak. Oh, it looks great. Thanks, Dad. Not pizza again, thank goodness. Can you load the dishwasher for us after dinner? Sorry, I've got a lot of homework, Mum. My maths test is on Thursday. Don't worry, I know you normally help. Is Dan at home? He's in his room on the phone. I want Dan to help me with my homework. No, Jenny. We want Dan to help us tidy up and load the dishwasher. Dan, come on, dinner's ready. Okay. Right, do you need to listen again? Chúng ta có muốn nghe lại không? Yes. Okay, one more time. This is your last chance, okay? Đây sẽ là lần cuối của mình được nghe. Progress test unit 1. Jenny, dinner's ready. Can you come and sit at the table, please? Wait a minute, my hair's wet. Come on, it's steak. Oh, it looks great. Thanks, Dad. Not pizza again, thank goodness. Can you load the dishwasher for us after dinner? Sorry, I've got a lot of homework, Mum. My maths test is on Thursday. Don't worry, I know you normally help. Is Dan at home? He's in his room on the phone. I want Dan to help me with my homework. No, Jenny, we want Dan to help us tidy up and load the dishwasher. Dan, come on, dinner's ready. Okay, that's all. Đó là tất cả những gì chúng ta có thể nghe được. Rồi, are you ready to tell me the answers? Okay, you Yeah. already sent it to the chat. Good job. Okay, so your answers are true, true, false, right? False and true. Rồi, sorry, cái chữ của cô hơi xấu. Hai đáp án đầu tiên là true ha. Cô nhìn rõ rồi mà để cô ghi lại cho nó đàng hoàng. Rồi, true, true, false, false, true. Okay, and now let's review the answers. True, true, false, false, true. Very good. All correct answers. Good job. Rồi, vậy thì cho cô hỏi là ở hai câu false, tại sao hai câu này lại sai so với thông tin chúng ta nghe được? Number three, I listen. Jenny has a lot of homework.
That's right, Jenny has a Cool. lot of homework. Đúng rồi, câu này đúng của nó phải là homework. Nhưng ở trong đây, trong cái nhận định này nó lại ghi là housework. Vậy nó là chưa chính xác. Tốt. Rồi, câu số 4 tại sao sai? What did you hear? I hear Jenny's test is on Thursday, not Tuesday. That's very good. Jenny's test is on Thursday. Good job. And Tuesday is the incorrect answer. So, number 3 and number 4 are both false. Cả câu số 3 và câu số 4 đều sai luôn. Được chưa nào? Good job. Rồi, okay. Rồi, vậy thì với phần listening, chúng ta có một con điểm trọn vẹn. Okay, good job. I like it. Now, let's continue. Bây giờ chúng ta sẽ qua với bài đọc ha. Rồi, bài đọc này thì có bao nhiêu câu đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có tới 7 câu lận. Nhưng mà không sao đâu, bài đọc này khá ngắn. Okay, so you read the information on the left for me. Chúng ta đọc cái bài đọc bên trái cho cô. Được chưa nào? Rồi sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi từ 21 cho tới 27. Chúng ta có thể trả lời qua Zoom chat được, không sao cả. Nhìn chưa? Rồi, và tổng thời gian cô cho chúng ta làm bài này đó là 10 phút. Can you do it? 10 phút chúng ta làm được bài này không? Bài không quá dài, bài không quá dài cho nên là chúng ta cố gắng làm cho cô nhé. Rồi, nếu như mà 10 phút chúng ta chưa xong thì cô sẽ để thêm cho chúng ta khoảng 5 phút nữa, không sao cả.
Okay, we have 5 minutes left. Ta còn 5 phút nữa. Is everything okay? Mình vẫn ổn chứ chứ? Is everything okay? Yeah. Okay, right. If you have any trouble, just ask me. Cô, ở trong cái đoạn văn nó không có cái chỗ nào là 1800. 1800 đúng không? Rồi. Okay, let me see. À. Okay, in Okay, thank you for letting me know. Thank you for letting me know. Rồi câu số 25 chúng ta bỏ qua cho cô nhé. Câu số 25 bỏ qua cho cô, xíu nữa cô xem lại. À rồi, chúng ta để ý cho cô nhé. Cái 1800 này không hẳn là năm 1800, mà kiểu như là những cái năm 1800 là từ năm 1800 là 1 đến năm 1899. Được chưa nào? Ok. Nào, hoặc là chúng ta hiểu cho cô vào năm 1800 luôn đúng không? Chúng ta nhìn vô cái mốc thời gian ở trên này cho cô nè. 1750 đúng không? Rồi nó kêu là 50 years later. Thì 50 years later kể từ năm 1750 là gì nhỉ Châu nhỉ? Là năm bao nhiêu? 50 years later, kể từ năm 1750, thì cái mốc thời gian đó sẽ là năm bao nhiêu? 1790. No, chưa chính xác rồi. 1750, rồi có phải 50 năm sau không? Là À, từ năm 1750 đến 50 năm sau thì chắc chắn nó sẽ ra năm 1800, đúng chưa nào? Rồi, ok, cái này cô quên mất. Sorry. Rồi, năm 1800 thì nó đang nằm ở trong cái đoạn này cho cô nhé. Được chưa nào? 50 years later. Okay, we have 2 minutes left. Chúng ta còn 2 phút nữa. Không biết là chúng ta đã xong hết tất cả các đáp án chưa nhỉ? Không, còn một câu nữa. Ok, còn một câu nữa, cố gắng lên. Okay, 1 minute, một phút nữa.
Ok, time's up. Rồi, đã hết thời gian. Rồi, chúng ta cũng nộp bài cho cô rồi hen. À, câu 24 chúng ta không chọn được đáp án hả? Rồi, that's fine, không sao cả nha. Câu 24 chúng ta chọn được, chưa chọn được đáp án thì bây giờ cô sẽ khoanh đáp án của mình nào. Rồi, câu 21 C, 21 C, B. Okay, no answer for 24 and 25 C, 26 B. Oh, okay. Wait. 26 B. Okay. And 27 B. Okay. Rồi bây giờ cô sẽ hiện đáp án cho mình nhé. Wait a second. 21 B. Câu số 1, câu số 21 tại sao lại là câu B nhỉ? Chúng ta nhìn thông tin này là Châu nè. In 1700, the man who protected the street were paid. Chúng ta chú ý đến cái cụm were paid cho cô. Câu này dịch ra là gì? Vào năm 1700, đó, những cái người đàn ông mà đã bảo vệ thành phố thì được như thế nào? Được trả lương như thế nào? Thì trả lương rất ít. Nếu như chúng ta nói là nothing, tức là không được trả một cái gì cả. Đúng chưa? Vậy thì bằng chứng cho cái câu số 21 này nó nằm ở đâu? Ngay đoạn đầu tiên luôn cho cô này. Rồi. A few old men used to protect the city street at night and they were not paid very much. Một vài người đàn ông thì đã làm cái nhiệm vụ là bảo vệ thành phố vào ban đêm nhưng mà không được trả lương nhiều lắm. Không được trả lương nhiều lắm. Vậy thì không được trả lương nhiều lắm nó có khác hẳn với không được trả lương đồng nào không Châu? Khó đúng không? Vậy thì nó sẽ được trả lương nhưng mà trả có a little, trả một ít thôi. Còn nothing là hoàn toàn không trả gì cả. Nên đáp án của chúng ta ở đây sai nhé. Được chưa nào? Rồi, tiếp câu số 22. 22, rồi. Câu số 22 phải là A. Tại vì sao? Nằm trong ở đoạn số 3. Chúng ta nhìn nè. 300 năm về trước, 300 năm về trước. London was starting to get bigger là London, thành phố London càng ngày càng trở nên to lớn hơn. Và chúng ta biết là to lớn hơn thì như thế nào? Thì đương nhiên là mọi người sẽ muốn đến sống ở London. Để xem nào. Rồi, không có thông tin nào cho thấy là mọi người muốn rời khỏi London cả, mà mọi người chỉ muốn đến ở London thôi. Thì muốn đến sống nên là cái thành phố nó mới trở nên to lớn như vậy. Câu số 23, đáp án là C. People did not leave their houses because người ta không có rời khỏi nhà bởi vì sao? They were afraid. Họ rất là sợ. Nè. Rồi. There were so many thieves who stole money in the street that people stay in their home as much as possible. Có rất là nhiều trộm cắp đó ở trên đường đến nỗi mà người ta phải ở trong nhà nhiều nhất có thể. Vậy thì chúng ta biết là nếu như mà có trộm cắp thì đương nhiên là người ta phải sợ trộm, người ta không dám đi ra ngoài chứ đúng không? Thì cái từ afraid ở đây là cho thấy cái dấu hiệu đó. Được chưa? Hiểu chưa Châu nào? Rồi, câu số 24. The Bow Street Runner. Câu này chúng ta chưa có đáp án. Cô cho luôn. Đó là câu B. Stopped people stealing. Ở đây chúng ta cần phải xác định cho cô coi thông tin mà chúng ta cần xác định là gì. Đó là The Bow Street Runners là ai? Ở đoạn tiếp theo người ta còn nhắc đến The Bow Street Runner ở đây. Vậy thì Bow Street Runner là ai? Chúng ta quay ngược lại một chút xíu. A group of people to stop thieves. They were like policemen and they were called Bow Street Runner. Những cái nhóm người này làm nhiệm vụ đó là ngăn chặn trộm cướp trên đường. Và họ được coi giống như là cảnh sát vậy. Mà tên của nhóm họ là gì? Bow Street Runners. Rồi, được chưa cháu? Rồi, câu số 24 ha. Câu số 25, chúng ta phải chọn đáp án B mới đúng. Câu số 25 như cô đã nói, năm 1800 chính là 50 năm sau đó kể từ năm 1750. Rồi ở đây người ta nói là gì? London had become very big and needed more policemen. London đã trở nên rất rộng lớn và cần nhiều cảnh sát hơn. Vậy thì cần nhiều cảnh sát hơn thì nó có nghĩa là có đủ cảnh sát không Châu? Cần cảnh sát mà, nếu mà đã cần thì chắc chắn là không đủ, cho nên phải là not enough. Nếu như chúng ta nói là too many là có quá nhiều, tức là dư thừa rồi thì làm gì cần thêm cảnh sát nữa? Chỉ có thể là be not enough policemen thôi. Rồi, tiếp cho cô.
Câu số 26. 26B, congratulations, đúng rồi. Okay. Of the first 3,000 metropolitan policemen, 3,000 cái cảnh sát đầu tiên thì như thế nào? Some of them rode horses, một vài người trong nhóm này đã cưỡi ngựa. Rồi, câu số 27. Ngày nay, cảnh sát mà làm việc với ngựa thì được trả lương như thế nào? More than their colleagues là được trả lương nhiều hơn. Còn nếu mà the same thì sẽ như thế nào? Là trả lương ngang bằng. Được chưa? Chúng ta nhìn thông tin ở đâu? À, đây này. For the few police officers who still ride horses, the pay is even better. Được chưa? Tức là cái lương được trả nhiều hơn. Rồi, trong này chắc là có nhiều từ Châu không biết đúng không? Ok, can you turn on the microphone? Vâng. Ok, trong này có nhiều từ không biết cho nên là cái bài đọc của mình nó khó khó làm ha. Vậy thì bây giờ cô mở cái bài đọc mà đây cô mở cái bài đọc tiếp theo cho mình nè. Chúng ta nhìn cái bài đọc này cho cô và cho cô biết là chúng ta có đang hiểu nó nói cái gì không? Đọc sơ qua cho cô thôi, đọc sơ qua cho cô thì có hiểu nó đang nói cái gì không? Rồi đọc vài dòng đầu thôi thì chúng ta có tạm hiểu sơ sơ không nhỉ Châu nhỉ? Em hiểu là có bao nhiêu đứa trẻ trong nhà thì tốt. À, có bao nhiêu trong đứa trẻ trong nhà thì tốt. Ok. One child families ở đây nói về những cái gia đình chỉ có một con thôi, tức là Châu sẽ không có anh chị em trong nhà vậy đó. Được chưa? Và already good for us, tức là những cái gia đình mà chỉ có một con như vậy thì có thực sự tốt hay không? Rồi, ở trong đây thì nó là một cái bài đọc nói về cái việc mà những gia đình ở các nơi trên thế giới thì có gia đình có một con, có gia đình có nhiều con. Và có một số quốc gia thì người ta coi cái việc mà chỉ có một con là cái việc làm đúng đắn. Đó. Thì cái bài này khó hơn cái bài hồi nãy nên cô mới để cái bài cảnh sát cho mình làm. Thực ra thì cái bài này khá dễ, nếu như chúng ta có nhiều thời gian nữa thì cô nghĩ là chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt hơn. Thế thế nào? Phần reading của mình thì ngoài cái việc mà từ vựng của chúng ta chưa có đủ ra thì chúng ta cũng phải xem lại cái cách mình hay là cái cách mà chúng ta dịch bài rồi sau đó là dịch câu hỏi, dịch đề để lần sau làm cho tốt, cho cẩn thận. Được chưa nào? Rồi, cảm ơn Châu rất nhiều. And now the final part. Phần cuối cùng. Rồi, phần cuối cùng có 3 câu hỏi ở trên màn hình. Rồi, cái phần introduce yourself thì chúng ta đã làm ở đầu tiên rồi nên cô sẽ không làm lại nữa. Vậy thì bây giờ cô sẽ hỏi câu thứ hai. Who is your best friend, Châu? My best friend is Lynn. Okay, is she your classmate? No. No, so, okay. So, I study in 783 and I study in 786. Okay, so, does she live near your house? No. No, okay. I thought you were friends from like a long time ago. Cô cứ tưởng là hai bạn kiểu là bạn nối khố, kiểu như là cùng nhau học chung trường từ bé đến lớn. Okay, so when did you first meet Linh? Chúng ta gặp Linh lần đầu khi nào? When did you first meet Linh? I meet he when I was 7 years old. Oh, you first met Ling when you were 7 years old. Very good. Right. So, tell me. We studied together from 7 years old to 10 years old. Oh, that's good. Okay, that's really good. Nice. Nice story. Hey, so can you tell me, what do you often do with Ling? We often hang out listening to music, and in the summer we usually go swimming together. Mm-hmm. Right. Okay, very good, thank you. Now I want you to look at the third question. Right, what do you often do on state holiday? Please tell me. I usually
decorate my house with my sister and do housework to help my mother. Okay, very good. Right. So, what do you like to do on Tết holiday? Vừa rồi là chúng ta thường làm gì trong Tết, còn bây giờ là Tết thì thích làm gì? What do you like to do on Tết holiday? I like lucky money. Oh, you like lucky money. Okay. Right. So, okay. Let's see. Any other question that I could ask you? Okay. So, do you have a lot of homework during Tết holiday? Do you have a lot of homework during that holiday? No, my teacher never give me much homework. Okay, so your teacher never gives you homework on that holiday. That's really nice. That's really nice. Good job. Rồi, cảm ơn Châu rất là nhiều. Cô nhận xét một chút xíu về phần speaking ha. Với những từ vựng mà chúng ta đã có thì chúng ta đã gần như là diễn đạt cái ý mình muốn nói một cách vô cùng hoàn hảo. Cô có thể hoàn toàn hiểu được ý Châu muốn nói. Tuy nhiên thì có một số cái lỗi ngữ pháp nhỏ nhỏ ha. Tức là khi mà nghe, khi mà giao tiếp với cô thì cô có thể hiểu được Châu nói gì mà không gặp quá nhiều vấn đề. Nhưng cô nhận ra là chúng ta còn mắc một số lỗi ngữ pháp, đúng không? Ví dụ như chúng ta nói là em gặp Linh lần đầu vào năm em 7 tuổi thì cái sự việc đó đã xảy ra rất là lâu rồi, đúng không? Là xảy ra trong quá khứ. Cho nên động từ cũng phải trong quá khứ cho cô. Chúng ta nói là I first met Linh. Met chứ không phải meet. Tại vì meet nó là động từ của hiện tại và met mới là động từ của quá khứ. Được chưa? Chúng ta gặp một lỗi nhỏ như vậy. Còn một lỗi nữa nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều nên cô tạm thời bỏ qua. Nhưng mà cô cũng đã nói ngay từ đầu rồi là chúng ta có một cái điểm mạnh rất là đáng khen, đó là cái pronunciation, cái phát âm của chúng ta khá là mượt. Và với những cái lỗi phát âm nhỏ mà có bị sai, cô nhắc thì chúng ta nghe và lặp lại được rất là tốt, có thể tự sửa được. Ok, chúng ta đồng thời cũng rất là tự tin trong phần trình bày của mình nữa, cho nên đây là một cái bài kiểm tra thực sự rất là thành công. Rồi, cảm ơn Châu. Châu cảm thấy bài hôm nay như thế nào? I think it's little bit hard. Okay, it's a little bit, đúng không? It's only difficult in the reading. Nó chỉ khó ở phần reading thôi, đúng không nào? Yeah. Okay, so can you tell me what is your aim when you study English? Chúng ta có mục tiêu gì? What is your goal? Mục tiêu của chúng ta khi học tiếng Anh là gì? Là cải thiện điểm số. Thứ hai là cải thiện kỹ năng. Và cả bốn kỹ năng đồng đều luôn. Hay là thứ ba, chúng ta muốn đạt được một cái chứng chỉ hay một cái thành tích nào đó nhỉ? You want to improve your English or improve your skills? Improve my English. Okay, chúng ta muốn cải thiện cái kỹ năng của mình. And I want to study abroad. Oh, you want to study abroad. Okay, that is a really nice thing. Do you have the plan to study abroad? Chúng ta có kế hoạch chưa nhỉ? Do you have your plan? When will you study abroad? Yeah. When? Khi nào chúng ta sẽ đi nhỉ? Do you have time? When I am 19 years old. Oh, when you're 19. Okay, very specific. Rất là rõ ràng. Good job. Okay, so you're 12 years old now, right? Okay, so that means you still have a lot of time. Just be patient. Chúng ta cứ thoải mái trước mắt đã. Okay, right. Let's see. Rồi, cô hơi tiếc cái phần reading của mình một chút xíu bởi vì cô biết là cái phần reading nó còn đang gây khó khăn cho mình, đúng không? Rồi, phần reading nó đang gây khó khăn. Trên lớp thì khi mà chúng ta làm reading ấy, thì cái bài đọc reading nó có dễ hơn hay là nó có khó hơn cái bài vừa nãy không Châu nhỉ? Nó dễ hơn nhỉ? Dễ hơn nhiều, đúng không? Đúng rồi, dễ hơn nhiều. Rồi, bởi vì cô đang thấy như vậy, tức là những cái kỹ năng khác của Châu trừ phần phần reading ra ấy, thì nó đang phù hợp với cái level 2. Cái level 2 tức là sao? Là cái level kiểu như là tiền trung cấp. Với giáo trình của trung tâm Pandado thì cô đang hướng mình đến một cái chương trình mà nó gồm có 5 cấp độ khác nhau. Cấp độ đầu tiên là level 1, đó là vỡ lòng. Rồi là chúng ta sẽ học những cái kiến thức cơ bản, được chưa?
Rồi, thứ hai đó là cấp độ level 2 mà cô muốn Châu vào ấy, thì nó là pre-inter, tức là tiền trung cấp. Thì ở đây cái kiến thức này sẽ phù hợp cho các bạn học lớp 6, lớp 7, lớp 8. Đó. Rồi, và trên nữa đó là cái mức độ trung cấp, hậu trung cấp và nâng cao. Đó, những cái cấp độ mà 3, 4, 5 đấy nó cao hơn một chút xíu thì cô sẽ nói, cô sẽ giới thiệu sau. Nhưng mà hơi tiếc là bởi vì cái reading của mình chưa có đủ để vào cái pre-inter nên là chúng ta sẽ phải vào cái chúng ta sẽ phải học cái chương trình mà vỡ lòng, một chương trình cơ bản nhất. Đây cũng là một dịp để cho chúng ta ôn tập lại cái phần ngữ pháp của mình. Thì thế nào? Cô thấy là cái ngữ pháp của chúng ta rất là tốt rồi. Tuy nhiên khi mà áp dụng một phần nói ấy, thì nó chưa có được mượt cho lắm. Thì chúng ta cùng nhau cố gắng nhé. Được chưa? Right, okay, thank you so much. Rồi, cảm ơn Châu rất là nhiều. Nếu như có thắc mắc gì thì chúng ta có thể trao đổi với mẹ để mẹ trao đổi trực tiếp với trung tâm nhé. Được chưa nào? Rồi, okay, you did a good job today. I hope I can see you again in the future. Okay, good night. Good night, teacher. Okay, good night, Châu.